ghé lại má nó chạy má chạy xe lớn quá anh em ơi, chạy dầu luôn rồi anh em, má khủng khiếp. Chạy dầu xuống á. Má chạy mịt trời luôn. Về lên dỗ về đi. đổ vỏ cái này có nước mà cứ lửa chỉ cháy lên trước kia chạy lên mới được. Cái này thì mình sạch đâu, sạch đâu dầm dò gì đâu. Quá trời cháy luôn. Cái đó bọn đó ba xe khách đó hồi ngợp chết đã chân luôn á. Tao chạy qua đây đi. Lỗ rồi. Công an không tới được điều tiết được, mấy này chết luôn rồi. Nói gì đó. Kìa nó cháy ra kìa. Đây là lửa nước chảy tới đâu lửa nó bốc tới đó nè. Đấy, cái đó không xi nhê đâu anh ơi. Cái đó cháy thêm nữa đó. Cái đó cháy thêm nữa, đừng bỏ vô. Chạy ra đi, chạy ra đi. Cái này chỉ có cứu quả mới chịu nổi thôi. Ngọn lửa chảy ra khá là dài. Ngọn lửa chạy ra khá là dài. Cao tốc mà ơi. Nước chạy tới đâu thì lửa chạy tới đâu, xăng chạy tới đâu. Chạy dọc xe chảy qua bên kia là bánh nhà xe hết luôn á. Mà ba cái lửa đó ba xe khách cho nó nhóc chưa không biết sao luôn á. Khách thì sao cho nó không biết sao luôn á. Mà khách mà quảng mà đi ra ngoài là chết lớn luôn á, hết ba khói vô thu luôn á. Má càng chảy quá trời luôn. Phải lấy đồ lắm lại. Kìa nó bay qua nó, ông mở cửa ra vậy chết rồi ơi. Về xuống đây cho ông kêu kìa, ông mở cửa không ngợp chết á. Ông nói tài xế không dở dữ trời. Cái này hít vô là ngợp liền á. Hết chạy rồi. Ủa nó cháy qua luôn rồi, qua khỏi chiếc xe tải ở bên đường luôn. Ngọn lửa khá, bây giờ là bịt bùng cả một khu vực luôn. Kêu mấy ông tài xế bỏ xe chạy đi. Thua rồi. Này là bế rồi. Đây nó liếm qua nó chạy xe là nó dính hết vàng bên đó luôn chứ bên này gì. Nó tạt qua hồi trái mấy xe tải đó trơn luôn nè. Gió ở bên này không sao, gió ở bên đó. Gió tạt bánh là chết luôn á. Ai chỉ cho mấy ông đó ông ra đi tội nghiệp phải không? Kìa kêu nó ra đi. Kì. Gọi ngay ra đi.
chỉ cho ông 51 không ra tôi nghe bảo anh. Bây giờ không có cát. Cát đâu lắm. Bây giờ trên đó mấy xe trên đó đâu có thấy đường đâu ghe. Cháy xe bồn ở trên cao tốc em ơi. Cái này ba quá chắc rồi, nó cháy không có đường nào chữa được kìa, anh thấy nó bùng lên không, thấy không? Quá chắc nó gặp nhựa là thua luôn. Bây giờ trong xe ai có bình chữa cháy không ta? Mình chữa cháy không chịu nổi đâu. Bây giờ mình có cái gì mình chữa cháy thì mình cứ chữa cháy đi chứ. Bây giờ nước nó hạn chảy xuống không mà mấy chục tấn rồi, nó chảy xuống là chết luôn á. Này tới mấy chục tấn không có hỏi ít đâu. Kìa cây mà nó cháy kìa. Tại vì cái này nóng ghê không, anh đứng sao nóng ghê không. Cái này mà có cát đó, đổ mình chặn lên là ngon luôn á. Đứng đây. Nổ kìa. Mà sợ khách ở trên xe quảng là khách xuống là khách chết á. Lùi cũng không được luôn em ơi, giờ chỉ còn khoảng cách lùi được tới đâu hay tới đó thôi. Có một số xe chắc bị cháy lây luôn quá. Lửa không thể nào dập tắt được. Bây giờ anh bỏ cái gì vô là nó cháy lên đó, anh thấy không? Đó thấy không? Nó quá chất mà. Nó quá chất, nó gặp nhựa đường, nó gặp nhựa đường nó là thua luôn. Cháy xe lạng vào mấy xe bị cháy luôn á. Trời ơi, gió gió thổi bên kia là mấy cái xe bên kia nó bị cháy luôn á. Không thấy gì luôn, khói dịch mù luôn. Mấy cái xe mà ở bên đường á, ngược chiều á, thì bây giờ không thể nào di chuyển được tại vì khói nó tối đen luôn, mà bây giờ mở cửa ra sẽ bị ngọt khói. Này không chết cháy cũng chết ngạt luôn á trời. Nó bốc qua mà nó cháy lan qua bên kia thì xe mình nó chơi. Cái mấy xe tải mà đậu sát vách này là dính hết trơn rồi đó. Em bỏ xe em chạy vậy đó. Đó như mấy xe đó đó cháy bạc banh hết rồi đó. Mà ngay xe nào mà có ấy là có ấy là chết luôn á. Lúc nãy là chưa có tới cái bảng mọc quá tầng A. Mình đứng cách biết là sao mà nóng ghê không? Chữa cháy mà chữa cháy loại cát chứ chữa cháy nước cũng thua luôn. Tại vì dầu mà hóa chất mà nếu mà đụng nước thì nó sẽ bị cháy lan ra nữa. Cháy cỡ như vậy mà không có xe thì cháy đâu trời. Mấy ông nằm đằng đó chịu chặn luôn rồi đó. Mà cái ông xe tải nãy ông mở cửa khói vô không biết ông có sao không, không thấy ông luôn trời. Ông lôi dầu nhảy xuống xe luôn chứ bỏ xe luôn chứ. Mà ông mở, ông về ông mở cửa khói vô á. Đồ má nãy biết vậy đậu trên kia luôn được. Chạy sao chạy đi. Chạy đi, dỗ về. Cứ từ từ thôi. Bây giờ có cái bình xe là có bình sạch không? Thủi con cả nó chảy dầu chảy quá trời nè. Giờ mở đường cho người ta về về. Nó chạy tới đâu chảy tới đó nè. Nó mới vừa nổ anh em ơi. Bây giờ có xe nào có cái bình cứu hỏa xịt đây đi hay cát đó. Má lấy cát lắp lên đây nó chạy xuống rồi kìa. Mới nổ hai ba cái luôn.